Hello anh em nhé, chào mừng em đến với kênh của mình là No Way anh em nhé. Thì nay thì cũng khá là trùng hợp là như này, mình vào game thì điểm danh thì cũng được một số tiền nó khá là đẹp, hợp 4 con 6, đấy, 4 con 6 lại thêm con 4 nữa, ok. Thì mình sẽ tiếp tục chơi con game đặt bài thôi. Thỉnh thoảng thì anh em mình cũng hay đi nhậu nên là cũng thích kiếm đi vốn cho nó vui vui thôi. Chủ yếu thì gọi là đồng ra đồng vào cho nó có tính chất là nghệ thuật thôi anh em ạ. Chứ mình nói thật với anh em là chơi thì mình cũng không phải là nghiền lắm nha. Đen này, dưới này, trên này, ui mẹ cái thế, ở dưới này, trên này, dưới này, ok phải thế ra phải thế nhá. Đỏ này, dưới này, lấm đến 200 một, thấy chưa? Thì vốn thì cũng không phải là quá là cao anh em nhá. Căn bản là anh em mình chơi cũng từ từ thôi, đừng có quá là vội vàng là nó sẽ dễ ăn cả. Còn anh em mà chơi mà vội vàng quá mình nghĩ là rất là dễ thua nhá. Cơ này, đấy, ok liền à. Lầm đây lên 300 mấy rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng lên tầm 500 thì đấy là mình sẽ đổi game nha nhá. Đây, trên phát này, dưới cái này. Ui giời ơi, đen này. Đỏ này, dưới này. Ok, lên 500 rồi anh em ơi. Ui tím phết nhờ, trên này, dưới này. Ui, tiếc quá nhờ. Rồi, 500 lại về chúng tôi, bích này. Trên này. Đây, 700 chưa? Bích phát nữa. Ui giời, uy tín phết. Ui giời, tiếc quá. Quấy mẹ nghỉ phát là giờ ngon. Ui giời ơi, mẹ cứ toàn chơi liều, chơi ngu mà. Đúng không? Những cái pha ấy là những cái pha chốt lãi anh em ạ. Trên phát nữa. Ui giời, đời lên củ nhá. Nếu mà lên củ rồi thì mình sẽ đổi chó sang một là con tiến lên, hai là con thời lao vào long hổ tí anh em ạ. Ô, quên nhờ, mấy con này là quên được cọc cầu. Thôi thì phải nhờ đến em này thôi nhá. Ok, trong thì hôm nay thì cũng chả biết là nên lầm bao nhiêu tiền, nhưng mà ăn được đồng nào hay đồng đấy rồi anh em ạ. Chứ mình giờ cũng không biết nhờ, vốn mấy chục à, vốn có 60 mấy k, mà lúc nào cũng thế thôi, vốn mà có 60 mấy k thì anh em mình cứ liều hết con mẹ nó đát đi nhá. Lên 4 củ rồi kìa, đỏ phát nữa này, dưới này, trên này, lấm đấy, như thế thôi. Cái này thì chắc mình sẽ vào cái gì nó có cầu nó dễ bắt được em ạ. Thường thường thì mình sẽ vào cái con game baccarat nhá. Con này thì con baccarat thì có cầu nhưng mà mình đéo thích banh baccarat vì kiểu đéo kiểu gì cả. Thôi kệ bà đi, vào làm vài ván lật bài trước xong rồi mình sẽ gọi là ấy baccarat sau nhá. Ui đang thơm, ui ơi mẹ đang thấy phê thế, vãi lều luôn nhở. Dưới này, lầm này, đỏ lên, chuồn này đi mẹ, đừng có nói là còn cái điệp nhá. Đây lên 9 củ này, dưới phát nữa này, đéo như gì đỉnh đấy anh em nhỉ. Trên này, dưới này, đi bài mày trên đi, dưới nào, ok luôn, phải cả điệp con mẹ mày. Ui giời ơi, chửi nó một phát rồi điệp bà mày luôn nhiều. Ok, rồi ok, nếu mà như tài thế này thì thôi mẹ đổi game thôi chứ. Tôi cứ vào con rồng gỗ đi. Ok đi mẹ chứ, điền lên với chúng mày đấy. Game gỗ cày chó, ok này. Con này thì quật luôn, đéo nói nhiều. Ui giời ơi, nhìn biết lầm của anh em nhé. Nhìn đéo nói nhiều, đéo nói nhiều. Nghỉ, hôm nay đâu quay về nơi nóng đi anh em nhé. Còn mẹ chứ, kiểu mấy khi mà ăn được to như này, thôi nghỉ 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 thôi anh em ạ. Mẹ nó chửi nó một cái cực điên lên một tí là mẹ nó cho lầm luôn anh em ạ. Còn bà nó chứ, ok, bye bye anh em, hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo mình, bye bye.